và phạt bóng của Snyder tại hồi đầu số 11 và 3. Không có điểm số hole in one. Rất đáng tiếc khi mà bóng đập mép hố đi ra ngoài. Quý vị và các bạn có thể nhìn thấy một chiếc xe ô tô Porsche nhãn hiệu Taycan đã bị bỏ lỡ bởi